U23 Việt Nam hạ U23 Guam 6-0 với 5 bàn ghi trong hiệp 2, trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2024 trên sân Việt Trì. Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Chausie đã bày tỏ sự hài lòng về các học trò. Tối ngày 6 tháng 9, U23 Việt Nam gặp U23 Guam trong trận ra quân thuộc bảng C vòng loại U23 châu Á 2023. Hiệp 2 bùng nổ đã giúp các học trò của huấn luyện viên Chausie tạo ra chiến thắng 6-0 trước đối thủ. Trả lời phỏng vấn họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chausie cho hay: "Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi chúc mừng các cầu thủ của tôi, cách chơi và sự quyết tâm, đoàn kết tới cùng. Dĩ nhiên mục tiêu là thắng, nhưng ngoài ra còn phải thắng đúng như những gì chuẩn bị, tập luyện. Nay nhiều cầu thủ kiên trì, đưa ra những quyết định phù hợp nhất. Đó là những gì mà đội hướng tới. Tất nhiên, sẽ có nhiều chỉ trích bởi đội có thể ghi nhiều bàn thắng hơn. Chúng ta có thể ghi thêm 3 bàn, nhưng các cầu thủ đang hoàn thiện, họ ngày càng xử lý tỉnh táo hơn. Điều này làm tôi hài lòng, đội muốn thắng nhưng phải thắng theo cách thuyết phục. Đây là điều chúng ta cần nếu muốn vươn tới tầm châu lục." Khi được phóng viên đặt câu hỏi về việc hiệp 1 bế tắc, hiệp 2 thay một số cầu thủ, trong đó có Hồ Văn Cường và trời bùng nổ, huấn luyện viên Chausie đưa ra câu hỏi: "Tất nhiên, chúng tôi muốn thắng, tìm cách để thực hiện, đặc biệt thông qua vận hành chiến thuật. Sau 10 phút, tôi quan sát đội thiếu cân bằng, đặc biệt hậu vệ biên phải. Ngay lập tức, tôi đã yêu cầu Cường khởi động, nhưng với tình hình và trình độ đối thủ, tôi thấy mọi thứ vẫn hoạt động tạm ổn. Trước đó phân tích đối thủ yếu biên. Giờ nghỉ, tôi yêu cầu cầu thủ khai thác điểm yếu này và từ đó chúng tôi có nhiều cơ hội. Đức Phú không phải hậu vệ biên thuần túy, đây không phải là sở trường của cậu ấy. Nhưng bên cánh, Minh Trọng hay Văn Khang vào sân, lập tức chơi tốt, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm." Đánh giá về U23 Yemen, đối thủ mà U23 Việt Nam sẽ chạm trán vào ngày 12 tháng 9 tới, huấn luyện viên người Pháp nhận định: "Sau đây tôi sẽ nghiên cứu thêm, đưa ra đánh giá năng lực. U23 Yemen thắng U23 Singapore nên trận tới có ý nghĩa bản lề. Đội thắng trận đấu sắp tới sẽ nắm nhiều lợi thế cho vé đi tiếp. Nhưng với những gì thể hiện ở trận vừa qua, chúng tôi tự tin. Đội cần điều chỉnh để vận hành hiệu quả hơn. Tất nhiên tôi sẽ nghiên cứu thêm về đối thủ, đưa ra những điều chỉnh nhỏ để đội có thể chơi tốt hơn." Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc đây có phải là phiên bản tốt nhất của U23 Việt Nam chưa, huấn luyện viên Chausie không ngần ngại đưa ra câu trả lời: "Với cá nhân tôi, không có cầu thủ nào nằm chắc trong mọi đội tuyển cả. Sự lựa chọn phụ thuộc vào phong độ tốt nhất tại thời điểm đó. U23 hiện tại tôi có 80 cái tên. Khi triệu tập, có thể đáp ứng yêu cầu mà tôi đưa ra. Hôm nay lựa chọn là những gương mặt tốt, nhưng sự lựa chọn hôm nay chưa chắc là lựa chọn của ngày mai. Tôi muốn bù đắp cho đội tuyển. Tôi đã triệu tập nhiều cầu thủ, dù phần lớn không nằm trong danh sách thi đấu của giải U23 này, nhưng tôi muốn vun đắp, tạo động lực cho họ. Việc này sẽ bù đắp tốt cho đội tuyển." Về phía U23 Guam, dù phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Việt Nam, huấn luyện viên Dominic Gadia không quá thất vọng. Thuyền trưởng của U23 Guam cho hay đây là trận đấu chính thức đầu tiên đội thi đấu với nhau, nên sẽ cần có thêm thời gian cầu thủ kết nối với nhau bởi họ đều là những gương mặt trẻ. "Sau hiệp 1, chúng tôi không còn có thể gây sức ép lên đối thủ, chúng tôi sẽ cố gắng ở trận đấu tiếp theo." Khi được hỏi về thời tiết có ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của U23 Guam hay không, huấn luyện viên Dominic Gadia chia sẻ: "Thời tiết tại Phú Thọ không có gì khác biệt so với ở Guam. Phần lớn chúng tôi đến từ Guam, một số cầu thủ đến từ Mỹ, nhưng về cơ bản không có quá nhiều khác biệt." Huấn luyện viên Dominic Gadia cũng cho biết ông ấn tượng với hai cầu thủ bên phía U23 Việt Nam, đó là Lê Văn Đô mang áo số 7 và Võ Minh Trọng áo số 17. Đây đều là những cầu thủ đóng vai trò quan trọng với lối chơi của U23 Việt Nam.